Hôm nay gia đình Thảo đi hai bơm chút xíu thôi, tại vì cũng giờ đóng cửa rồi, 6 giờ chiều đóng cửa. Bơm người ta rụng quá chừng luôn, hái một trái này hai ba trái kia rụng xuống á, vì ổn ghê luôn á. Nhưng mà chắc người ta cũng có lời chứ, mình thấy thì mình tiếc giùm thôi. Đường này bắp ngô quá trời anh hả? Đây toàn trồng bắp ngô không? Này mình vô đúng chỗ các nông trại luôn không? Bơm nó rụng nè quý vị. Sắp hết mùa rồi. Hồi bữa nghẹt trái anh ha. Rụng. Ổn ghê ha. Kìa. Đó, tới rồi. Phải hái trái nào cứng thì cứng anh. Phải mua vài ký về ăn. Cái bự ăn ngán quá. Ăn cháu ngán hả? Trái vừa vừa thôi ha. Vừa. Ừ, cỡ này được nè anh. Trời, hai con trái nó rụng vậy đó, chịu nổi không? Hàng gì sốt ghê hả? Cứng không? Nè, bỏ vô đi đặt chứ. Nhẹ. Rồi, chia xuống hái bơm với mẹ nè. Xuống đây hái. Cho hái nè. Kìa. Đây, quay cho anh hái đi. Giỏi quá. Rồi, bỏ đẳng đi. Nhẹ chưa? Nhẹ con. Xin tập lý. Đây, trái dừa dừa nè. Như kỳ á. Ừ, bởi vì nó rụng vậy là vậy đó. Người ta tập tay hái trái nó rụng trái. Để nhẹ nhẹ thôi con, để nhẹ nhẹ nha. Merci Sugi. Cái để lá đẹp. Rồi. Đây cục vàng của mẹ. Năm nay có đệ tử nhờ rồi. Đây đệ tử. Em tính là gần về em đi hái bơm đem về cho ba mẹ ăn có cục giờ đâu có còn. Chắc tới đó rụng hết rồi mắm ơi. 4 tuần lận. Đẩy xe lại đi à chưa. Đẩy xe lại đi. Đẩy chiếc xe lại. Nè. Cho con.
lấy mấy trái dừa dừa bự quá ăn không xuể, không hết nè. Ok, một ngày em ăn hai trái anh tin không? Phải ăn vỏ luôn á, rửa sạch. Quy. Merci. Vậy năm nay người ta rụng nhiều quá. Em nghe cô chú kia trên mạng á, trên kênh của em á nói á, những cái trái này là người ta xịt phân hữu cơ á, cho nên á nó chín nó dễ rụng cành nhánh lắm. Bơm mà phân hữu cơ á thì nó chín nó rụng, còn mà cái loại phân mà ở trong tiệm bán đó là nó giữ lâu lắm. Cũng cứng. Không có bị rụng vậy. Ngon quá chừng quý vị ơi. Trái này bự chà bá lửa luôn. Nè. Rồi. Nhẹ nhẹ thôi ông. Đây. Tôm bê. Tôm bê rồi. Tôm bê. Anh hái có cuốn luôn á thì nó giữ lâu hơn, nó lâu mềm nha anh. Còn không có cuốn á nó mau mềm. Nhẹ nhẹ. Rụng rồi. Con lụm luôn cho anh ta đi. Trái này nó bị dập rồi. Để mẹ ăn nha. Ăn nha, con ăn không? Nãy vô vườn bơm mà Thảo tưởng hết bơm rồi. Ai về vô đây còn cũng nhiều quá trời. Chừng trúng mắt con nha. Bơm bữa nãy chín á, nó giòn mà nó nhiều nước, nó thơm lên. Ngọt hơn luôn á. Bởi vì nó mới chín nha, nhiều nó cái cuốn nó bị mềm nó mới rụng nhiều. Nó thích ăn loại bơm này. Đủ rồi chưa ơi, nhiều đủ rồi. Bên này nhiều nước lắm vậy. Ăn giải khát luôn á. Có thằng câu á. Ông nhờ ơi, chúc mẹ. Xe quanh kia. Xe cái xe quanh kia. Trời ơi, giỏi quá chừng luôn rồi ông ơi. Giờ này người ta vô người ta hái bơm nữa. Ngon, ngọt ghê. Hôm nay gia đình Thảo đi hái bơm chút xíu thôi. Tại vì giờ cũng giờ đóng cửa rồi, 6 giờ chiều đóng cửa. Bơm người ta rụng quá chừng luôn. Hái một trái này, hai ba trái kia rụng xuống á vì. Ổn ghê luôn á. Nhưng mà chắc người ta cũng có lời chứ. Mình thấy thì mình tiếc giùm thôi.
Nay gia đình Thảo mua cũng được mấy ký bơm thôi. Cái gì mình tới rảnh chạy lên tiếp. Mình tới rảnh đi tiếp. Có công chuyện đi cho nó đỡ buồn cuối tuần. Giống như đi du lịch. Thấy đầu mặt chưa? Rồi lên xe đi. Lên xe đi. Ừ. Hạt chia mở cửa vô. Cửa mở ra đó. Và video của Thảo đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị video sau.